Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục cùng với tôi chia sẻ, tìm hiểu về cái tác phẩm gọi là Khóa Hư Lục. Thì thưa quý đại chúng, chúng ta đã trải qua hai kỳ, hai kỳ, và tôi ít nhiều cũng đã chia sẻ cho đại chúng về cái gọi là lịch sử một phần nào lịch sử, và trong đó có nói nhiều về cái về vua Trần Thái Tông. Thì hôm nay bắt đầu chúng ta đi thẳng vào ở bên trong cái nội dung mà chúng ta cần luận bàn, cần chia sẻ. Và tôi cũng có thể nói khẳng định với đại chúng rằng là nếu ai hữu duyên lắm, được có đủ cái khả năng, trình độ, nhận thức thì mới đủ cái duyên để học được cái tác phẩm này. Nếu đó một điều rằng chúng ta hãy tự hào rằng Phật giáo của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của người Việt chúng ta, nó có những cái sử liệu, những cái bản án văn thật chắc không thua gì người Trung Quốc đâu. Nhưng mà mình không biết lấy ra sử dụng. Giống như mình không có biết rằng là của báo trong nhà mà mình không biết, mà mình đi tìm kiếm cái của báo ở ngoài, cho nên là vậy mình nó uổng tiếc, đó là mình không sử dụng cái của báo của mình mà mình chạy theo, mình phóng theo, mình sử dụng cái của báo bên ngoài. Nó uổng ở chỗ đó, uổng ở chỗ là mình không sử dụng của báo của mình mà mình đi sử dụng cái của báo bên ngoài. Và nói thẳng là mỗi người chúng ta ai cũng có của báo. Một khi chúng ta còn mang cái thân này là chúng ta có của báo. Và quý vị phải nên nhớ rằng là nếu nói về một mặt nào đó, cái người mới bước chân vào đạo phải hiểu rằng là cái thân này là nguyên nhân của mọi đau khổ, mọi triền phước, mọi khó khăn. Nhưng mà khi mình hiểu đạo rõ ràng rồi thì cái thân này không phải là nguyên nhân của đau khổ nữa, mà cũng chính nhờ cái thân này mà đưa mình tới cái chỗ an vui, giải thoát, giác ngộ. Cho nên vậy thì khi mình biết đau khổ với ai và không đau khổ với ai, rồi mình né tránh, mình coi nó như thế nào để mình sống sao cho nó là phải lý đạo, chứ không phải nói thân này là đau khổ, rồi thân này là triền phước, rồi thân này là nhơ nhớp, rồi cứ vậy rồi mình bỏ cho nó trôi xuôi theo ngày tháng. Như vậy biết thân này là đau khổ bởi vì nó là hiện tượng sanh diệt. Ai không biết là cái sanh diệt pháp thì nó là đem lại cho con người đau khổ, mà con người nào đau khổ? Cái sự mà họp rồi tan, cái sự tử biệt sanh ly,
thì từ xưa cho tới ngày nay chúng ta đều biết là nó là một trò vô bể rồi, thì có gì mà chúng ta phải nhọc nhằn cái đó. Nếu chúng ta mà có học đạo thật sự như vậy thì chúng ta không lấy cái gì mà nhọc nhằn. Mà bây giờ chúng ta phải làm sao ý thức cho bằng được như thế nào? Vậy mà Bạch Thiền Sư Trần Thái Tông nói rằng vốn dĩ bốn đại đều không, năm uẩn chẳng có. Quân vị nó là bốn đại là đất nước gió lửa, nó đều không mà, năm uẩn chẳng có mà. Mà do không như vậy mà mình khởi vọng, vọng thành sắc. Sắc là vật chất. Nói xa hơn nữa là các vị nghĩ cái quả địa cầu này, các vị thấy nó có núi, nó có non, nó có những vật cứng, nó có sắt, nó có thép. Các vị thấy tự nó là cứng à. Nhưng mà các vị có thấy rõ ràng, thấy thực tại là cái quả địa cầu này nó kết tinh bằng những hạt bụi li ti, hạt bụi nhỏ nhất gọi là vi trần không? Cũng như các vị thấy cái cục đá, các vị tự nói đá là cứng ra, đá là rắn chắc ra. Các vị nhìn có kỹ, có phải nó kết tinh từ những cái hạt bụi li ti nó thành cục đá không? Cho nên nếu như cái mặt mắt mình nhìn bằng một cái nhục nhãn của cha mẹ mình sinh ra, rồi mình lấy cái nhục nhãn đó mình ứng xử, mình tưởng nó là mình, rồi mình lấy cái ý thức chấp chấp ngã chấp pháp của mình nữa, thì thật sự ra cả cuộc đời mình nó nổi trôi theo dòng năm tháng chứ nó không có thấy gì là đạo hết. Cho nên như vậy mà học cái tác phẩm của Vô Trần á, tôi vui mừng khôn tả, thôi vui mừng khôn tả. Cái thiết tha không biết thiết tha cỡ nào để mà kêu gọi huynh đệ mình cùng nhau học. Bởi vì cái tâm lý người ta học Phật, người ta thích học cái gì mà nó bay trên mây, nhảy nhảy vô lòng đất, đi trên mặt biển, đi trên gió, đu trên ngọn cây. Họ nghĩ như vậy mới là Phật của Phật Pháp. Đại đa số họ nghĩ vậy đó. Nó phải ngoài cái chuyện con người. Nhưng mà xin thưa đó không phải chuyện Phật Pháp. Phật Pháp không có ngoài chuyện con người. Đó là của tà Pháp. Ví dụ như mình tới một cái chùa nào cũng vậy. Tới cái chùa đó mà mình thấy trên vách chùa để là nơi giữa địa chùa Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, Phật Phổng Quang Minh, Thiên Long Hộ Pháp, kêu bằng Phò Trì, gì đó, bên kia là Pháp Quang Đảng Đảng, Quỷ Thần Kính Nể, gì đó, dân dân trời nghe đọc cái kinh phái lắm. Nhưng mà thật sự mình đọc với nó không có ý nghĩa gì nhiêu đâu. Phật phóng đại quang minh không phải là Phật ngồi mà ngồi dày là phóng xèo xèo. Thiên Long Hộ Pháp, trời đất phò trì không phải là bưng bít, là nịnh bợ. Còn ví dụ như tôi nhớ cái bài cái chùa Từ Đàm. Chùa Từ Đàm có mấy câu mà bữa nay ăn khớp vô cái bài này hay lắm. Hồi đó ngày Tâm Minh lên đình thám, ngày đề cái câu ngày tặng cái chùa Từ Đàm. Cái đó là Phật chánh biến tri, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái nghĩa là Phật là cái bậc hiểu biết chân chánh, gọi là Phật chánh biến tri mà. Phật là người hiểu biết chân chánh.
mà hiểu biết cái gì, hiểu biết chân chánh, cho nên vì vậy mà cái tuổi thọ gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà nếu mình không biết cái mình ô vậy thì ba cái này là ông Phật Di Đà của ta đây. Như vậy là ông Tâm Minh Lên Đình Thám, ông giới thiệu ông Di Đà của ta đây. Có Di Đà nào Di Đà của ta đâu. Bởi vì Phật Phật đạo đồng quyền xướng tam thừa đồng quy nhất thể. Phật nào cũng như ông Phật nào. Phật nào không khác ông Phật nào. Đã là Phật thì đạo đồng. Đã là Phật thì khai mở cái giáo lý tam thừa. Nhưng mà khai mở ba đường, ba cái tư tưởng như vậy nhưng mà đồng quy nhất thể. Cho nên Phật chánh biến tri vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, học chân thật nghĩa như thị văn, như thị tu, như như thị tư, như thị tu trì. Học mà chân thật nghĩa rồi là học đúng cái nghĩa chân thật rồi đó, là nghe đúng, nghĩ đúng và thực hành đúng. Còn mà mình không không học chân thật nghĩa đó, mình không học đúng á, đúng cái nghĩa chân thật là mình nghe bậy, suy nghĩ bậy và thực hành bậy. Cho nên Phật Phật Tế Biến Tri đó là cái câu của cụ Tâm Minh Lên Đình Thám tặng cho chùa Tự Đà. Rồi cái tới cụ Huỳnh Thúc Kháng cô cũng ra viết chùa Tự Đà của tặng câu tuyệt tuyệt vời mà tôi thường hay nhắc á, tùy trần trục ảnh ngã pháp quạnh sanh, mê lưu cố cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tùy trần trục ảnh là mình theo trần, mình dính với cảnh mà mình nảy sinh ra cái chấp pháp, chấp nhân, chấp ngã, chấp pháp và ngã pháp quạnh sanh. Bây giờ tôi hiện giờ tôi đang ngồi đây, tôi đâu có chấp ngã, tôi đâu có chấp pháp. Nhưng mà nếu tôi mất cái thăng bằng, mất cái chánh niệm, mất cái lý tưởng, tự nhiên tôi thấy cái tôi và người, thấy tôi và của tôi, cho nên tôi chấp ngã, chấp pháp. Chứ còn mình hiểu rồi đó, thì mê lưu cố cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Do mình mê, mê mờ cho nên mình tạo các nghiệp hữu lậu là tham sân si mạng. Sau cái cơn mê mờ đó rồi, mình thức tỉnh nó lại, mình tuyệt tướng tiền căn. Tự tha bất cách, giác tánh bổn lai, cụ túc từ bi hỷ xả, vô lượng tâm. Mình dứt hết các tướng phan kiến gọi là tuyệt tướng tiền căn. Thì coi như là tự tha bất cách, là coi như là dứt hết các cái tướng phan duyên rồi đó, các căn mình tự tại rồi đó, thì tự tha bất cách mình với người nó không có ngăn ngại. Thì giác tánh bổn lai cụ túc thì bây giờ nó trở lại cái giác tánh xưa nay, bổn lai là xưa nay đầy đủ, gọi là từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Cho nên Phật chúng sanh tánh đều thường rộng lặng hay tánh đồng rộng lặng. Nhưng mà tại vì mình gọi là mình tùy trần trục ảnh. Vì vậy mà mình không có tuyệt tướng tiền căn. Mình chạy theo trục theo cái ảnh, cho nên mình mê mờ, mình tham đắm đủ điều hết. Thấy chồng người ta làm bác sĩ, quay lại mình tủi hận mình, chồng mình sao nó làm kỹ sư, rồi rồi thấy thấy chồng ta làm kỹ sư mình, người khác quay rồi lại cái thấy sao chồng mình nó làm công nhân. Cho nên là mình cứ mình tùy trần trục ảnh ấy, cho nên bao nhiêu tội lỗi nó xảy ra.
rồi mình bắt đầu mình mới gọi là ăn nem, ăn chả, mê trai, cắm sừng, tất cả cho mình. Mình không biết bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có những cái hạnh phúc mình đang có mà người không có. Nhiều người cô gái ra trần đời này yêu cầu, ta mong muốn rằng có được một chàng trai biết chăm sóc, biết yêu thương vợ, không cần giàu có chi, chỉ mong có một chàng trai là có chỗ gọi là bắt tùng để cho sắn bìm. Mình nghĩ vợ mình là sắn bìm, mà ngược lại mình có được chồng hiền, chồng dễ thương, chồng biết lo làm ăn. Nhưng mà mình không nói làm ăn không bao nhiêu, phải có một chồng bác sĩ kỹ sư, phải có một chồng thế này thế kia thế nọ. Tại vì mình không chấp nhận, không bằng lòng với cái phước báo của mình đang hiện tại, cho nên mình đổ vỡ tất cả mọi hạnh phúc. Để rồi mình đau khổ, cho nên mình mê lưu cứu cánh. Mình nổi trôi trong cái dòng mê đó, trong cái khu vực sông mê đó, để mình vọng thành tham sân si hữu lậu nghiệp. Còn nếu bây giờ mình biết rồi đó, thì các vị nên nhớ mình luôn luôn bảo vệ cái hạnh phúc của mình đang có. Thí dụ như mình cái duyên cái phước của mình, lỡ mình gặp được cái người chồng mình xấu, mình cũng bằng lòng. Bà con xưa nay nói rồi, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Lời nào ông bà mình cũng có lời an ủi hết. Rồi lấy chồng chi có nhan sắc đẹp. Bây giờ mà các cô gái bây giờ mà ham mấy ông thằng thiện nam thanh niên mà có nhan sắc đẹp, coi chừng là nó hai phai hết rồi đó. Khổ đau gì hai phai của nó. Thôi thà lấy chồng đen đúa, xấu xí một chút vậy mà nó men lì mình an tâm hơn. Đừng có ham lấy chồng mà tối ngày nó ngồi nó giũa móng tay, rồi nó đi ra cái nó ủi áo xịt dầu thơm, coi chừng mai mốt nó giành mặt vái với mình thấy mồ nội luôn. Lúc đó rồi lúc đó là khổ đau, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Là tất cả khổ đau trên trần thế này, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, là do chính mình, chính con người không bằng lòng với số phận của mình. Như vậy mà tổ tôi giàu là ngài không phải là người xuất gia, nhưng mà đây là ngài thủy tổ của đời trần, cũng là đồng thời là một vị thiền sư của người Việt Nam, thì tôi coi như vị tổ vậy đó. Ngài nói rất hay, vô là ngài nói đúng chánh pháp liền, là vốn dĩ tứ đại vốn không, tứ đại vốn không, năm uẩn chẳng có, do không giới vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không, nên vọng từ không, không hiện vọng. Vọng sinh các sắc, đã trái không sinh không quá, nên mãi có quá có sinh. Đã trái không sinh không quá là đáng lý ra đó, đáng lý là chân không là không, là không sanh không quá, nhưng mà vì trái với cái chân không cho nên mãi mới có quá có sanh. Nghĩa là có sanh có quá liên tục, có đổi thay liên tục. Không sanh không quá thì không hóa không sanh, có quá có sanh nên có sanh có hóa. Trời ơi, một vị vua mà ngồi mà quán chiếu mà tu hành mà biết những cái lời này thiệt, các vị tại các vị thấy thường cái tu thấy giá trị thấm thía lắm. Bởi vì ngài 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 viết trong cái cuốn mà Thiền Tông Chỉ Nam á, các vị biết ngài nói rất là đáng 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 tôn kính. Ngài nói rõ ràng lắm, ngài nói rằng trẫm lo việc trăm dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thời giờ nhàn rỗi thì không có được bao nhiêu.
Cho nên siêng công việc tiếc thời giờ, vì vậy mà trẫm cố gắng trong học hành thêm chữ nghĩa thì chưa chưa biết được bao lâu. Ủa, cái chùa không biết Phổ Hiền Tự này là chùa hay là gì mà không biết tôi giảng hay sao mà giờ này đi gọi ha. Cho nên á, trẫm trẫm lo chăm văn cho chăn dân mà gian nan lăn lóc quên cả công việc, vậy mà công việc thì có hàng vạn thứ mà nhàn rỗi thì không có được bao nhiêu. Siêng công việc tiếc thời giờ cho nên trẫm cố học hành thêm chữ nghĩa thì chưa biết được bao nhiêu, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn phải ngồi thức để học sách, để học chữ nho rồi phải học kinh Phật. Thấy sự rõ ràng là Thái Tông Hoàng Đế là một vị vua rất cần mẫn, vị vua đó. Bên nên các vị học ở đây rồi các vị đọc thêm cái gọi là Thiền Tông Chỉ Nam, mấy cái thấy cái lời tâm sự của vua Trần thứ đáng kính đáng thương lắm. Đã trái không sanh không hóa, đáng lý ra là chân không là không có sanh, không có thay đổi, không có hóa hiện, nhưng vì trái với chân không cho nên mới có hóa có sanh, nghĩa là sanh hóa liên tục. Mà không sanh hóa thì không có hóa sanh, có hóa có sanh nên có sanh có hóa. Cho nên nếu đứng về mặt không sanh không hóa thì đó là thể mà không có hóa sanh gì cả, thể thì không có hóa có sanh. Cho nên lục tổ thấy được cái thể đó, ngài mới nói là bản lai vô nhất vật, bản lai vô nhất vật. Bởi vì không sanh không hóa thì có vật gì, ý của lục tổ hỏi vậy đó. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc hóa vải cánh long sừng, hoặc là hóa sanh, sanh hóa là sanh ra làm người thánh người hiền, kẻ trí người ngu đều có sự sai biệt, hoặc có kẻ làm loại mang long loại đội sừng. Cho nên hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc hóa vải cánh long sừng, luôn luôn chìm đắm ở bến mê, mãi mãi trôi lăn trong bể khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ. Vì ta luân hồi sanh tử bằng tao khổ sở trạng thù hình. Cho nên như vậy mà các vị thấy không, nó đủ thứ, cho nên ta mãi mãi tao khổ sở. Cho nên mãi mãi ta cứ cứ quá quá sinh sinh ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi di trạng thù hình tao khổ sở. Chứ tao đây là bao nhiêu đó, là tạo đó, tạo bao nhiêu là khổ sở. Cho nên ngã niệm tự tồn vô lượng kiếp là con nghĩ cái vốn từ cái kiếp vô lượng của con, không phải kiếp này mà từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên phát viên minh tánh tác trần lao, con trái với cái viên minh tánh cho nên con khởi trần lao, à con phải theo trần lao, con mới bị dập dồn vào tử ra sanh luân hồi khổ sở di trạng thù hình tao khổ sở. Vậy mà bây giờ á, kiếp này con sanh ra đó, con may mắn là thiểu thiện túc tư sanh nhân đạo, hoạch ngộ di phong đắc xuất gia, phi tri trước phát lỗi sa môn, quỷ giới phá trai đa quá hoạn. Nhờ một chút căn lành, một ngọn gió lành nào mà con sanh nó được làm loài người, may mắn nữa là con được cái duyên xưa gặp được xuất gia,
Đắc y cạo tóc làm sa môn, nhưng mà quỷ giới phá trai nhiều tội nặng. Hoại sanh hại vật vô từ niệm, đạm nhục sang quân dưỡng quế sư, chúng nhân tài thật tứ tâm mãn, tam bảo tư duyên đa hổ dụng, tà mạn ác cầu vô tạm túc, vô yểm túc. Ta con vậy chứ con phủi giới, con phá trai tội nặng lắm. Ăn nồng dùng thịt dưỡng nhơ mình, mặc tình buôn phí của cúng dường, nên con tà mạn ác cầu. Hả, tà mạn là đi liền với ác cầu. Cái bài này nó rất là hay. Rất là hay, nghĩa nó sâu sắc từng chữ vậy đó. Hát tà mạng là đi liền với ác cầu. Mà ác cầu thì không bao giờ nhàm đủ, không bao giờ đủ, không bao giờ chán. Đi trịch một ly, gọi là trịch một ly, là đi xa một vòng. Vì tà mạng nó chạy theo, thay vì người tu á, là cái người bỏ công danh, bỏ sự nghiệp, bỏ tiền tài, bỏ tất cả. Nhưng mà vì tà mạng nên quên, cho nên giống như mình khum, mình khát đờm, khát rút miếng, rồi mình khum mình liếm lại mà mình khen nó ngọt. Khum liếm đàm, liếm nước miếng lại mà khen nó ngọt. Chứ cái công danh, cái sự nghiệp, cái uy quyền, cái thế lực, người tu đó xem là bọt, là bèo, là nước miếng mà. Là đàm phải hỉ, hỉ, phải móc nó bỏ. Cho nên chỉ có bỏ đó thì mới có an lạc, có giải thoát. Còn mà tu hành mà không bỏ đó thì đừng có hòng mong giải thoát. Mà tà mạng ác cầu, tà mạng ác cầu không bao giờ dừng nghỉ, là vô tiệm túc, không bao giờ chán đủ. Mà không gì trong đủ, cho nên cuối cùng phải đam dâm thị tổ vũ quan mê. Cho nên các vị để ý, tại sao mình nói đụng chạm nó mấy thầy sao hư. Hả, ông thầy nào mà tà mạng mà ác cầu thì ông đó phải đam dâm thị tổ. Nó rõ ràng vậy đó. Nên tại sao mấy ông thầy, nhiều ông dạy cho Phật tử đừng có uống rượu, mà tại sao mà không uống rượu quá vậy? Ngộ, sao theo lẽ người đời, có nhiều người cả đời ta không cầm tới rượu, mà ông thầy nào mà mê rượu rồi, mà ham mê rượu nó đi liền với mê sắc. Tủ sắc mà. Cho nên hả, ta mà mê tủ sắc, mê rượu, mê tủ, mê sắc, thì ở trên đó là tà mạng, là ác cầu. Em khỏi. Nó là cái dòng công công vậy, nó lùa vào chứ không có. Mà hãy mà mình lơi đãng ít thì nó lùa ít, mà mình lơi đãng nhiều thì nó lùa mình vô cái dòng kim cô nhiều. Hay lắm, học cái này hay quá, hay quá gì ơi. Đây là tôi xin phép tôi nói, đây là tôi dạy cho chính bản thân tôi trước. Cảm ơn các vị lắng nghe để cho tôi nói. Đây là tôi tự rầy tôi tự mắng tôi tự trách tôi, là tôi tự dạy tôi. Thiên tài ơi, mày đừng có tà mạn ác cầu vô yểm túc nữa. Bởi vì tà mạn nên mày hướng ngoại, mày vọng ngoại, hướng đủ thứ, cầu đủ thứ. Đó là cái điều mà tôi nói thật các vị vậy đó. Chứ tôi không có nói tôi tốt đâu. Mình phải thấy mình còn dở òm, dở ẹt vậy đó, để rồi mình tự mình sửa. Cái dòng luân hồi này mà mình không chịu sửa sớm thì mình cứ khổ hoài vậy thôi. Cho nên thằng nào muốn khổ thì cứ khổ. Người nào muốn giải thoát thì cứ giải thoát. Không chuyện gì phải lo. Vậy đó. Coi như là tà mạng ác cầu vô yểm túc, đam dâm thị tủ, vũ quang mê, mạng Phật khinh tăng, bán đại thừa, bội nghĩa vô thân, quỷ sư trưởng, văn quá sức, phi dương kỷ đức, quạnh tai lạc quả, yểm tha năng.
Có người mà tà mạn ác cầu thì con người đó phải quan dâm thích tửu, người đó mạn phạt khinh tăng chê bai giáo điển, người đó phải là cái người bội nghĩa vô ân, ghê chưa. Trời ơi, hồi xưa tổ viết cái bài hay quá, cái bài Sám Ngã Niệm mới vậy á. Cái kẻ mà tà mạn ác cầu là kẻ đó trước sau gì cũng là cái kẻ bội nghĩa vô ân, xem thường thầy tổ. À, tôi bây giờ mà tôi có đệ tử nó đi vào cái cảnh này là cái tôi thấy nó rõ mồn một từng lời, rõ mồn một từng lời. Ngày xưa đem nó qua bên này nó nói hay lắm, nên con qua con lo con phục vụ con lo cho sư phụ, cái rồi nó qua được làm cái thẻ xanh xong cái nó về nước, cái nó kết với một cái thằng đại gia ở Vĩnh Long nào đó, cái rồi hùng hập nó bắt đầu nó vô chùa tối ngày, nó nói nó không đi làm mướn cho người ta mà nó phải tìm cách này cách khác để cho có tiền hùng hạp mua đất. Ban đầu thì lời vài chục triệu, rồi tới lời vài trăm triệu, rồi tới lời vài tỷ, rồi nó cứ nó kéo vào kéo, nó gặp người nào nó cũng kéo. Phật tử mới mét tôi đây, Phật tử nói đệ tử thầy sao mà giờ gặp cái là rủ về Việt Nam hùng mua đất. Rồi tôi nghe mà nhục hết sức nhục, mà mai là giờ nó từ tôi rồi. Thầy chùa mà bây giờ nó cưới nó rủ Phật tử hùng mua đất. Bởi vì ban đầu thì mua miếng đất nhỏ hùng vài chục triệu, lời vài triệu, rồi hùng vài trăm triệu, lời vài chục triệu, rồi tới bây giờ là vài trăm triệu nữa thôi. Cái thứ tà mạn ác cầu rõ ràng nó như vậy đó. Tà ma cầu nó không bao giờ biết đủ. Cho nên mạng Phật khinh tăng, bội nghĩa vô ân. Rồi bắt đầu sao? Văn quá sức phi dương kỹ đức, hạnh tai lạc quả yểm tha năng, hư quốc khi vô cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã, ác niệm tà tư vô tạm tức, kinh phù trảo tán vị thường đình, tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, trì tụng Phật kinh duy không khổ, ngoại hiện oai nghi tăng xiểm trá, nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng. Hay quá hay. Cái kẻ mà tà mà ác cầu thì trước sau gì kẻ đó cũng là một cái kẻ bội nghĩa vô ân. Cho nên các vị nhớ á, các vị chơi với bạn, bất cứ bạn ngoài đời hay là bạn đồng tu trong đạo cũng vậy, mà các vị gặp cái kẻ tà mạn ác cầu rồi đó, thì các vị nhớ là đừng có hùng hập, đừng có đầu tư, đừng có làm ăn gì hết trơn. Nó sẽ giết mình. Thứ mà tà mạn ác cầu rồi đó là bội nghĩa vô ân. Nó giết mình được, nó cũng giết mình. Rồi tôi đọc mấy cái bài của lời người xưa dạy, tôi thấm thía từng chữ vậy đó. Thấm mà đau. Bởi vì nó tà mạn ác cầu cho nên nó bội nghĩa vô ân, thì nó hủy nhục sư trưởng đó. Nó trau chuốt lỗi lầm nên nết xấu mà vui theo tai họa yểm tài người. Có nghĩa là con người khi mà bội nghĩa vô hân rồi đó, thì con người gọi là văn quá sức phi dương kỹ đức. Dương kỹ đức là tự mình dương dương, tự mình dên giáo, chưa đổ ông nghè lại lại đe thằng tổng, tự mình thấy mình là ngon trong thiên hạ, trùm thiên hạ. Rồi những cái lời mà của vua Trần, rồi tôi so sánh các cái bài tôi thấm dữ lắm. Cho nên tôi cảm ơn ngày hôm qua tôi nói chuyện một số Phật tử, nó con nghe cái hồi xưa giờ tôi có đi chùa toàn là nghe kinh sách của Trung Quốc không à, đâu có nghe mấy thầy nói những cái bài kinh của Việt Nam mình đâu, làm cho tụi con cứ nghĩ rằng người Việt Nam mình không có. Tôi nói trời ơi, đem những cái bài kinh của người Việt Nam ra nè, Cư Trần Lạc Đạo Phố của vua Trần, cũng vua Trần mà Trần Trần cháu đó là Trần Trần Nhân Tông đó,
rồi Phật Tâm Ca của Ngài Tại Trung Thượng Sĩ nè, rồi những cái bài của Thiền Sư Vạn Hạnh nè, những cái bài của các vị Việt Nam mình nó thấm thía lắm, nhưng mà tại vì nó không có cách kiếm ăn, nó không có cách kiếm ăn cho nên nó không đem ra đi giảng được. Nó đem giảng mà cái kinh mà gọi là mù mù mờ mờ mịt mịt, không có giảng, đem ra tụng, đem ra bài ra để đem ra luyện, đem ra bắt ấn, nó kiếm ăn được. Còn kiếm ăn không được làm sao đem dám đem ra mà nói. Nó đau là nó đau như vậy, nó đau điếng như vậy đó. Để rồi dương kỷ đức, rồi yểm tha năng. Yểm tha năng là khi mà mình có cái danh cái lợi rồi đó, mình muốn đè người ta xuống, vui theo cái tai họa mà yểm tài người, ghê chưa, hạnh tai lạc họa. Cái câu này tôi nghe nó thấm từng chữ quý vị. Văn hóa xuất phi dương kỷ đức, hạnh tai lạc họa yểm tha năng, chạy theo cái con đường danh vọng, con đường tai bay họa khởi, con đường mà trù dập thượng đội hạ đạp bởi dép liếm dài, con đường mà để tranh cái ghế để ngồi cái chức quỷ viên này quỷ viên nọ, cái chức đắc ni. Tu hành mà chức cái gì, có chức là cứ cho, là một đống cứ thôi, nó đau như vậy đó. Mà có chức là phải tranh giành, mà tranh giành thì phải phải bị thử, phải triệt hạ. Thì như vậy là còn gọi là hòa hợp tăng là cái gì? Hòa hợp với ai? Đã tranh giành, đã đấu đá, đã hơn thua, đã thù tạc vãng lai, đã phe phái bày đàn lũ dồi bọ, thì tôi hỏi các vị còn từ bi ở chỗ nào, còn hòa hợp tăng ở chỗ nào mà để làm tấm gương cho thiên hạ? Tôi nói là quý vị thấy đau không? Các vị thấy có đau không? Mà tôi không nói thì không ai nói đâu, vì nói đâu có lợi đâu, ta nói làm chi? Tôi nói là tôi hy sinh đó. Chấp nhận bị chửi bới, chấp nhận bị trù dập, hy sinh. Còn người ta nói ra để cho nó có phe, có đảng, có bầy, có đàn, có lũ, có dồi, có bọ, thì người ta mới nói. Còn nói mà để cho ta đánh rời mình, không ai dám chơi với mình, ta cho là mình quậy nồi cơm, thì nó không có lợi. Nói ai 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 dạy gì nói, chỉ có dạy như ông Thiện Tài này, có ngu như ông Thiện Tài này mới nói thôi. Thấy đau lòng cho Phật Pháp. Để rồi ngày nay có cái trang gọi là nhân dân làm chủ đó, là nó chửi ngày hàng ngày một, nó chửi Phật giáo ngày một, nó chửi thầy chùa ngày một, mà chửi đúng quá cho nên đâu có bụng miệng ta được, quá rồi. Nó tới cái chỗ mà gọi là là coi như là không còn ở chỗ nào nữa, buộc lòng người ta chịu chịu không nổi, người ta đứng lên ta làm chủ thôi. Thời nào cũng vậy, từ thời phong kiến xa xưa cho tới thời quân chủ lập hiến, cho tới thời quân chủ chuyên chế, cho tới thời xã hội chủ nghĩa, cho tới thời tư bản chủ nghĩa, thời nào cũng vậy. Hãy mà người ta chịu không nổi, người ta buộc lòng tức nước người ta phải vỡ bờ. Hôm qua tôi có điện tôi thăm cái anh may đồ cho tôi, mà thật sự một năm mấy nay tôi không từng may đồ, nhưng mà thấy tội nghiệp hồi xưa anh hay may đồ, anh cũng hay chào hỏi tôi hỏi chứ đúng rồi, may đồ nhiều không? Nó dạ nhiều lắm thầy, nhiều lắm, bởi vì sắp sửa vô hạ. Tôi nói trời đất ơi, vô hạ may đồ làm gì? Nó may đồ đẹp để vô hạ, rồi bây giờ rồi ra hạ rồi may đồ đẹp để ra hạ để ăn Tết, rồi bây giờ may đồ đi dự đại hội. Tôi nói trời Phật ơi, đại hội gì? Đại hội Phật giáo huyện, đại hội Phật giáo tỉnh, đại hội Phật giáo trung ương, đi dự đại hội cũng may đồ. Bởi vì bây giờ Phật tử cúng quá trời cúng, giải quá trời giải, coi như tiền dư quá trời dư, cho nên cứ may đồ. Anh nói may không kịp luôn, may không kịp luôn.
sắp vô hạ mai đồ đang đi hạ. Trời đất ơi, vô hạ mai đồ rồi ra hạ mai đồ để chuẩn bị ăn Tết. Nam mô trời Phật Bồ Tát. Bó tay nói riết nói hết nổi, trong khi đọc lại cái bản của vua Trần á, tôi kính thương vua Trần hết sức kính thương, một người cư sĩ tại gia mà người ta giữ được cái sự tu tập. Ngài nói mà tôi đọc mà tôi muốn khóc luôn á. Trong cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam á, ngày viết thì cái điều mình đọc mình khóc luôn. Như tôi đã nói một câu hồi nãy, tôi đã dẫn chứng một câu hồi nãy đó. Ngài nói là trẫm lo cái việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thời giờ ngày nhàn rỗi thì không có bao nhiêu. Xuyên công việc tiết ngày giờ, trẫm phải cố học hành thêm. Chữ nghĩa thì chưa được bao lâm, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách nho rồi đọc kinh Phật. Các chị nghĩ một vua đó, một ông vua đó, cho nên nhớ khi mà khi mà vua Trần mà đi lên tới 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 cái đỉnh 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 Phù Vân á, tới để mà quyết chí ở xin xin ở lại tu á, thì các vị nhớ không, nhớ cái bài mà vua ngài Đạo Viên ông nói câu mà mình nghe nó thấm lắm nè. Nghe cái lời văn xưa, cái cách sống người xưa, rồi nghe ngày nay cái mình thấy nó khác lạ liền à. Ngày xưa ngài nói rằng là Thiền sư Đạo Viên đó là coi như là bần đạo á, ở cái núi này đã lâu rồi hả, cái văn gì tôi quên, là tự nhiên có những cái muốn nói bần đạo ở trong núi này đã lâu, ăn rau răm. Tới cái câu à nè, nó là lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm nhai hạt dẻ uống nước suối, vui cái cảnh rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng rú, hắn là muốn tìm cầu gì? À, nhớ cái câu, một cái câu thôi các vị đi nè. Lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm nhai hạt dẻ. Rau răm là cái chất nó làm cho con người tiệt dục, con người không có khởi những cái dâm dục. Đâu nói ta, lão tăng ở đây đã lâu, ăn củ hành để cho có sức đâu. Cho nên tôi nói cái văn người xưa họ viết nó thấm thía vậy đó. Tôi suy nghĩ hoài là thiếu gì rau, sao tổ sư không nói, mà tổ sư nói là lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm nhai hạt dẻ. Hai cái thứ đều là nó không có chất kích thích, chứ đâu có nói là lão lão ở đây đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn hành ăn tỏi để cho nó sung sức, nhai nhung nhai yến để cho nó phù ra, đâu đâu có, đâu có nói là lão uống 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 coi như là uống sâm nhung đâu, nói là lão uống nước suối. Cho nên các vị thấy tại sao giữa lối tu ngày nay và lối tu ngày xưa đó, tôi nói tôi phân ra vậy đó, ai không chịu rầy tôi đi tôi chịu đó, mình nghe nó thấm từng cái đó. Hay lắm. Cho nên các Phật tử ráng mà học của người Việt Nam ta đấy,
luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi nổi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ, trọn là buông tâm chạy đi, điều không nắm mũi kéo về. Lời của vua Trần nói mà mình tự thẹn lấy mình, còn là mình buông cho cái tâm mình đã chạy đi mà không nắm mũi kéo về. Rồi cái chức nó sướng quá mà, cái chức nó sướng quá mà, sao mà kéo mũi kéo về được. Cái chức quỷ viên dự khuyết, rồi quỷ viên chính thức, rồi phó ban, rồi phó này rồi phó nọ, rồi đạp qua đạp lại đổ lui, đá đeo qua đá đeo lại, rồi để cho lên cái chức trưởng ban, rồi trưởng ban một cái ngành, một cái tổng vụ, rồi lên trưởng pha ban, rồi tới phó chủ tịch, rồi phó chủ tịch thường trực, rồi chủ tịch, rồi chủ tịch, vân vân, đủ thứ. Nó sướng quá sướng mà sao không đeo được trời. Phải buông tâm nó chạy đi chứ, nó chạy theo nó nghe ngóng rồi nó đá đổ lẫn nhau chứ. Chứ bởi cho nên vậy mà thiền từ đã muốn về Tây Trúc trái gió, cho nên nó cứ nó lộn lèo là vậy đó. Mà hồi xưa mà nói đó, ban đầu đi tu là thiền từ muốn về Tây Trúc, nhưng mà lỡ rồi, lỡ gọi là trọn, trọn là buông tâm chạy đi, cho nên điều không nắm mũi kéo về, cho nên vì vậy mà trái gió. Bởi vì trái gió nó ngược chiều gió cho nên nó cứ nó lộn lèo. Tôi không có nói không có mượn thơ mà nói tục nha, các vị không được dịch dịch tầm bậy à. Tôi nói trước đây, thà để tôi nói đây thôi, là mơ mốt nói giảng bên đây ông mặc áo vàng ông giảng đạo mà ông nói tục có à. Tôi nói thanh đàng hoàng à nha. Đời bây giờ gió đó thường trái chiều lắm, còn ai nghĩ sao nghĩ, nhưng mà dầu rằng bà Hồ Xuân Hương, bà là cái nết của bà viết thơ như vậy á, mà mình thấy mình đọc sai, mình nghĩ sai là chuyện của mình, còn mình cứ thấy cái thực tế đó như vậy đi. Cho nên trọn là buông tâm chạy đi, điều không nắm mũi kéo về. Buông tâm chạy đi là phóng tâm theo ngoại cảnh, vì phóng tâm chạy theo nên mới có quá, quá mới có xanh xanh liên miên không dừng. Trái lại nếu chúng ta biết nắm mũi kéo về thì không sanh không quá, tuyệt vời. Ở cái bài kinh gọi là tuyệt vời đó quý vị. Nhưng mà ngặt ở đây là mấy bài kinh sống chứ không phải bài kinh chết. Bài kinh chết nó mới có tiền. Mấy bài kinh này nó có tiền, mấy bài kinh này để tụng để ngộ mà không ai tụng, mà tụng để có tiền người ta mới tụng. Thế còn bài kinh này không ai chấp nhận nó là kinh. Chấp nhận là kinh là phải có Thiên Long Bát Bộ hộ trì, Gốc Chỉ Ngũ Sắc Năm Màu với tên ta vào trì tụng với tay thần chú vậy đó. Rồi an làm ác sĩ làm ác sĩ làm kim ra ra tăng kim ra tha bà ha, an làm ác sĩ làm ác thiết lệ chủ đề tha bà ha bồ lâm, trời dây nó mới bài kinh, chứ còn dây đâu phải bài kinh. Cái bài này để cho mấy người mê nó ngộ. Còn cái kinh mà tụng mà dày 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 á, mà kia đó là bài kinh, nó để cho mấy 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 người người ngộ nó mê, mấy người trí thức nó mê. Còn mấy bài kinh dày đó là để cho người mê nó ngộ. Khiến qua khiến khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi, khiến đến qua qua lại sáu đường, vì vì mình chọn là mình buông tâm mình chạy đi, mình không nắm mũi kéo về, cho nên gì nó khiến cho mình phải qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Hồi hay quá không muốn giảng nữa, tới đây nghỉ được. Tôi nói cái này mà tôi nói hoài, tôi tha thiết cái đại chúng. Các vị biết là tôi trăn trở dữ lắm tôi mới giảng cái khóa luật này. Đây là một cái đề tinh anh của tôi, mà tôi nghĩ rằng không biết mình sống ngày nào chết ngày nào. Cho nên cố gắng giảng một cái tác phẩm của dân tộc Việt Nam
để cúng dường cho hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam, đạo Phật Việt Nam. Thôi tới đây mình ngưng, nhớ buông tâm chạy đi, không cho kéo mũi trở về thì nó phải qua lại sáu đường, phải xuống lên bốn núi. Sáu đường nào, bốn núi nào, xin mời chúng ta học kỳ tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.